Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại là Phi đang có mặt ở thôn Triều Châu, xã Di Phước, huyện Di Xuyên của tỉnh Quảng Nam. Thì ngày hôm nay Phi lại tiếp tục chia sẻ đến quý vị, tại đây có một cái hoàn cảnh gia đình cũng hết sức là đặc biệt khó khăn. Một người người chồng thì bị thoái hóa hư cái khớp háng, hư hai cái khớp háng mà mới mổ được một cái, còn một cái cũng chưa có điều kiện để mổ. Người vợ thì bị ung thư phổi giai đoạn 2. Cũng đã cắt một miếng phổi rồi, và có một người con trai, thì em trai này cũng 31, 32 tuổi mà bị bại não từ lúc nhỏ. Hiện tại là ba người là sống trong cái căn nhà nhỏ, có cái hoàn cảnh gia đình hết sức là khó khăn và thuộc cái hộ cận nghèo của địa phương. Thì hôm nay Phi cũng biết được cái hoàn cảnh này và đến đây chia sẻ giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình này. Thì bây giờ Phi mời quý vị cùng Phi đi vào bên trong nhà để mình tìm hiểu kỹ hơn về cái hoàn cảnh của cô chú này như thế nào nha. Dạ, thì quý vị xem chương trình này nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh theo dõi ủng hộ giúp Phi nha. Phi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi bây giờ mình đi vào bên trong ha. Đây, chào con chào cô chú nha. Dạ. Đây là hoàn cảnh nhà cô Lê Thị Cả hả? Cô là cô năm nay là 61 tuổi hả cô ạ? Dạ, 61 tuổi. Dạ, cô Cả là cô chia sẻ sơ qua cái hoàn cảnh gia đình mình một chút được không? Bây giờ hoàn cảnh gia đình trừ thì thấy cũng khổ đó. Lấy hơi chồng với đứa con đi đây, tôi thì tôi bệnh ung thư. Còn ông chồng thì đứa đó. Dạ. Dạ. Cô là bị bao lâu rồi? Bị hơn còn 21. 2021 hả? Là 2 năm rồi đó hả? Hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm rồi. Rồi hiện tại cái tình hình sức khỏe của cô sao? Sức khỏe ở đây, ví dụ ra ngọn bướu nó khốm á thì bác sĩ về. Khỏe thì về, phải mà bộ mạch là trở ra lợi là thôi. Bác sĩ. Dạ. Vậy là chắc là mình cũng duy trì thuốc hàng ngày đó hả? Dạ. Còn chú là chú là tên gì đây? Lê Đại Ngọt. À, chú Lê Đại Ngọt hả? Ngọt Lê Đại Ngọt Đường Ngọt. Dạ, Ngọt đắng nè. Đó. Chú Lê Đại Ngọt là chú năm nay là 6 mấy rồi? 66. 66 rồi hả? Chú chia sẻ sơ qua cái tình hình sức khỏe của chú như thế nào được không? Nói chung là tình hình sức khỏe của tôi thì trước đây là coi như tôi cũng bị phẫu thuật, bị đĩa đệm. Đĩa đệm hách, đĩa đệm sang là được thời gian được 5-6 năm, bên đây là tớ phốt qua là bên khớp hón, nên thì không lồ mai hơi khớp hón bị máy hết, nên vừa rồi đi phẫu thuật được một cửa. Hai cái khớp hán hư hết hả? Cửa bị hư hết. Dạ, chú phẫu thuật ở bên nào rồi? Phẫu thuật được ở bên phải. Bên phải hả? Vâng, còn bên trái hả? Còn bên trái là chưa có điều kiện để phẫu thuật được. Dạ, là chú phẫu thuật bên phải là bao lâu rồi đó? Được một tháng 20 ngày. Rồi. Một tháng 20 ngày. Vâng. Nhưng mà bác sĩ là có hẹn là mấy tháng sau mới phẫu thuật lại chứ bộ? Có, bác sĩ nó cái bác sĩ là nói là có khi nào có điều kiện của gia đình thì phẫu thuật lại. Dạ. Vì coi như trong là bảo hiểm họ chịu cũng mức độ thôi, còn có cái ngồi bảo hiểm là mình phải chịu. Dạ. Vừa rồi chú mổ bên phải nên là hết bao nhiêu tiền? Hết gần 15 triệu. Gần 15 triệu hả? Vâng. Bộ đó là trừ bảo hiểm sang, nó còn cứ ngồi bảo hiểm. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ chú đi đứng được không? Đi chú... phải chứ có nhờ cái này chứ còn không... Chú đi con xe thử. Không có cái này là đi không té. Vì cái chân này đau quá. Dạ. Là phải nhờ cái bốn bánh này. Yeah. Đi là phải diện vô đó đi hả? Phải diện cái này đi chứ không té nhồ. Té nhờ hết hả? Vâng. Rồi như vậy chú đứng lên như vậy có đau không? Đau cái chân mà chưa phẫu thuật Cái chân mà chưa phẫu thuật bây giờ nó đau nhất trong đó. Đau. Dạ. Yeah. Còn chân phẫu thuật thì cũng đau nhưng mà còn đỡ bị mới phẫu thuật này nhưng cũng đỡ. Chưa có quen đúng không? À. Còn cái chân mà chưa phẫu thuật là nó đau. À. Rồi bác sĩ hẹn là khi nào mình đi mổ? Bác sĩ nói là coi như ra duyên, ra hơi, có điều kiện, gia đình có điều kiện là, mà nếu như có điều kiện được nó là mổ Tết, trước Tết thì tốt hơn, nhưng mà trời cũng chưa có điều kiện. Dạ, thôi chú ngồi xuống. Là bác sĩ nói là mổ mà, ví dụ mà có điều kiện là mổ trước Tết, còn không là phải sau Tết hả? Nhưng mà bây giờ chú có tiền không? Nói thiệt là gia đình nhà cũng can, nói chung là hầu cũng trừ được con bệnh đó. Còn ông bệnh miết nữa là cứ ở nhà người đi lồm, người giữ hát, rồi cuối cùng là tiếp tới bỏ bị bệnh ung thư nữa.
Yeah. Rồi năm ngố năm nay là tôi tiếp tục lộn bị cái chân này cái phón này đang đa mà không biết. Yeah. Cái đi khóm là không biết nè, vừa rồi đây cái rồi đi khóm họ phát hiện ra là cái phón. Dạ dạ. Thì quý vị đã thấy bây giờ là có một người em trai. Em trai là em trai này là nhiêu tuổi cô hè? Ba hai. 32 tuổi hả? Dạ. Là tình hình của em là như thế nào, hồi hồi mà bị là bao nhiêu tuổi? 8 tháng. 8 tháng tuổi hả? 8 tháng tuổi là hồi đó là bị sốt hả? Sốt co giật luôn. À. Chết luôn đó. 8 tháng tuổi là giờ hồi đó là bị dường như là sốt bài não đó hả? À. Cái rồi cho đến nay là 32 năm là của nhà của lo. Để nhà lo chàm sát miết để đây. À. Ăn uống cũng đuối hết đó hả? Đúng. Tây cũng mình hết thằng á, tiểu tiện đợi tiện chay của mình hết thằng. Rồi em có đi được không? Đi thì đi, đi nhiều thì té, đi xoay thì té. Ví dụ cũng... đi ra tôi lấy là mình phải đi theo. Mình phải dắt đây hả? Dắt đây chứ không té. À, đây thì thấy hình như chân thấp chân cao nè. Đây đây, chân ta đây đây. Dạ, cứng đây đó hả? Đây đây, bởi vì đút miết rồi nè. Dạ, có biết gì không cô? Không. Không biết gì luôn hả? Không nói được mà. Không nói được qua miết đó, ở đây ngồi đòn cũng qua rồi đó tao đó. À, không nói được. Không nói được. Dạ. Rồi bây giờ là cô chú là có mấy người con? Trừ Hán nữa là ba người mà hơi chị thì cũng có chồng. Hai chị là có chồng rồi? Có chồng rồi. À, hai chị là có gia đình rồi. Bây giờ là mình nuôi nuôi em. Dạ. Yeah. Chỉ có mình em là con trai thôi đó hả? Có mình em con trai. Hồi đó sinh xong ra cái vì sốt là sợ luôn không dám sinh nữa hả? Đâu. À, không dám sinh nữa. À, quý vị đã thấy cái căn nhà của cô chú thì vẫn còn mấy cái phên tre như thế này quý vị. Là cực lắm là không sửa được á. Nhà là cũng thuộc cận nghèo hả? Cận nghèo. Dạ, còn phên tre này. Ở trên mấy cái đồn đông rằng cái mấy cây đồn đông đồn tây rồi cũng còn tre hả chứ không phải là cái nhà tre này cũng nhà đây cũng nhà hình nhà nước cho đấy chứ. Nói chung nhà đây chắc hồi xưa vậy luôn đúng không? Thì cũng hồi xưa chứ đỡ không có điều kiện. Dạ. Cũng mong muốn coi như là có điều kiện để ra phẫu thuật cái chân này chẳng khỏe để về để phụ vừa bỏ để về nãy mới cho trời bỏ để cho hậu bỏ mạch lên là bỏ không làm được. Dạ. Như tao đâu lúc nữa còn bỏ mạch bỏ nằm xuống rồi là mình phải ấy là cò đây đây cũng rón nó dặn đây vệ sinh rồi này kia. Bây giờ là mong muốn là có cái tiền để mình phẫu thuật cái chân cho chú để cho chú đi lại này kia rồi còn phụ với cô rồi chăm sóc cho em. Dạ. Dạ. Chú hồi trước có làm gì công việc gì? Cũng làm ruộng thôi chứ không làm nông thôi hả? Làm nông. Trước nhám đi bộ đội mà. À. Trước hồi xưa thì đi bộ đội đi hồi năm 86 rồi gì cái rồi cũng làm ruộng cũng làm nông kiếm qua ngày cái thôi. Cô chú làm nông thấy hả? Làm ruộng ấy. Lúa có nhiều không? Mấy năm thì làm nhiều mà trời làm có chưa có hơi thừa rủi ruộng thôi, nhưng mà rồi đó mấy đứa con chủ nhật đồ này kia tranh thủ gì giữa phân sọ đồ dùm chứ còn trời không làm được nữa. Như vậy là bây giờ mà nếu mà có tiền làm cỡ 15 triệu là mổ cho chú hả? Vâng. Để có điều kiện để mổ ái cho trời nó thiệt ra là hầu như trời con bệnh kinh tế cũng eo hẹp lắm. Yeah. Rồi hai chị đầu có gia đình rồi có giúp đỡ thêm gì cho cô chú không? Nói chung là hơi chị hơi đứa đào thì coi như nói chung là mình cũng hãy diễn giúp nó giúp cái công nữa thôi, giúp ví dụ những lùm sửa soạn mấy đấm rụng sọ dầm rụng giữa phân rụng giảm gió dầm cho còn hát cũng cực cũng cực là quá. Khó khăn vì chồng đi làm thợ hồ hát đi ma nữa đó cũng không bao nhiêu. Hay là đứa con rửa hay. Như vậy bây giờ ví dụ như bây giờ mà có tiền là chú có muốn phẫu thuật trước Tết không hay là sau Tết? Chắc cũng trời cũng ưng là coi như phẫu thuật trước Tết nhưng mà sợ là coi như trang Tết rồi bỏ dữ hay là bỏ mạch nữa nên vậy cũng trong thôi để rồi của Tết rồi. Dạ. Ví dụ như mà phẫu thuật đó là khoảng bao lâu là mình về mình đi đứng được? Phẫu thuật ngoài nó là làm mình làm điều trị ngoài nó là còn phải coi như 15 ngày nửa tháng
nửa tháng. Phẫu thuật nửa tháng là nằm ngồi bệnh viện 15 ngày nữa. Từ khi ra nhập viện đến về là khoảng nửa tháng. Nửa tháng là mới xuất viện. Vâng. Rồi xuất viện là về là chú cũng đi cả nhắc. Xuất viện là về, máu xuất viện về thì cứ giống nhà cái này thì thôi chứ đâu có làm đi đứng gì được. Yeah. Cũng như hồi mà hồi tôi phẫu thuật tới giờ là tôi chưa ra khỏi xăng được mà. Yeah. Chỉ đây thể dục và đây xăng, đây vét, đây để tập, để bác sĩ bị tập cho ngái. Dạ. Bên đi tới tái thì cũng còn được một tháng nữa. Vâng. Nếu mà chú ra đi phẫu thuật thì ăn tái luôn cho nó ngon. Vâng. Thì còn một tháng chú phẫu thuật cho 15 ngày đi. Ừ. Rồi tập đi tập đứng này kia thì cho 10 ngày nữa là 25 ngày. Ừ. Là cũng trước tết rồi đó, rất là cũng ok đó. Ví dụ mà phẫu thuật trước tết được thì trước hết là cho nó mình cho cái chân chú là nó đỡ đau nhất nè, đúng không? Ừ. Sau đó thì mình cũng đi được rồi, mình cũng đón một cái tết cho nó vui vẻ. Ừ. Rồi bây giờ thì con hỗ trợ cái tiền đó rồi chú có thể là chú ra chú mổ ha. Đào kệ có chạy ra cũng nhờ mấy cháu cũng như mà nhờ có mạnh thường quân cũng quan tâm giúp đỡ cho mình. Vừa rồi chú mổ ở bệnh viện nào? 139 nha, Đà Nẵng. Rồi chuyển ra rồi đó hả? Là cỡ 15 triệu đó hả? Cỡ 15 triệu. Còn cô là bữa nay là cô là uống thuốc như thế nào? Thuốc ở nguồn đó là có như họ chất theo thuốc bổ hiểm. Là uống hàng ngày luôn? Là uống ngày mấy lần? Hơi lần. Ngày hai lần, sáng tối hả? Rồi bệnh tình có chuyển biến gì như thế nào cô biết không? Nói chung là mệt cho người, hồi muốn mệt là mình đi đoàn rồi đó. Rồi nó cả, hôm bữa bác sĩ cho về là ổng kìa không đợi chứ là nó bắt kẻ hồi mô khuya sớm như là hẳn mệt là rồi. Mệt là mình xe cái xe rồi. Hồi đó là cô cắt một miếng phổi rồi hả? Cắt nhiều to không? Ngày bác sĩ nó cắt một miếng mà ra không. Thì Phi, phẫu thuật đó. Phi cũng lấy cái giấy bệnh án của cô. Cô là ung thư phổi mà bên trong này nó để là cái gì? Thì ở trong có sổ nữa. Trong này thì để là ung thư thùy dưới phổi phải hả? Ung thư thùy dưới phổi phải giai đoạn 2B. 2B mà hơn 2 năm rồi nhờ. Bữa nay là không biết nó có tiến triển như thế nào không thì cũng chưa biết hả? Chưa biết. Là do mình cũng uống thuốc ha, chừng biết là nó cũng đấy. Rồi hiện tại là cô uống thuốc là nó có tốn tiền không? Tiền của bảo hiểm cộng mình đi ra mình có mua thuốc bổ thay mà. Bác sĩ biết ra cho toa ra mua thuốc bổ thay. Dạ. Yeah. Rồi còn em trai này em trai là thì nhận thuốc của Nguyễn. Uống thuốc gì? Em trai uống thuốc gì? Uống thuốc động kinh, em đủ nó máu lượng. Được rồi, uống thuốc động kinh thôi hả? Dạ. Động kinh ăn thằng nữa đó, đấy nó đó. Dạ, dạ. Của ở cấp nè. Dạ. Rồi cô ở nhà, rồi cô chờ búa này kia rồi lo. Chờ búa nó trong là cũng gỡ hơn sớm. Còn có thợ bón thuốc đòn đó mua. Dạ. Cười miếng rồi hả? Dạ. Thôi thế này, hôm nay thì con cũng thay mặt các nhà hảo tâm đến đây để làm một chương trình. Trước hết là hỗ trợ cho cái số tiền cho chú đi mổ đấy đã ha. Thì con gửi số tiền 15 triệu nha. Trong này là gồm có cô Lê Thu Vân ở bên Mỹ là 1 triệu. Gia đình Công giáo tại Sydney Úc Châu là 1 triệu. Cô Sáu Trí ở bên Mỹ là 1 triệu. Cô Hạnh Vũ là 1 triệu. Chú Phan Ngọc Lâm ở bên Đức là 1 triệu. Anh Khen Trần ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị Sam ở Thụy Sĩ là 1 triệu. Chị Kim Hằng ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị Vũ Thị Đông ở Hà Nội là 1 triệu. Cô Viện Phạm ở Canada là 1 triệu. Bác Hồng Trần ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị Julia Châu ở bên Mỹ là 2 triệu. Và gia đình anh Băng ở Hồ Chí Minh là 2 triệu. Đó, thì tổng số tiền 15 triệu. Thì cũng gửi rồi chú chú ra chú mổ phẫu thuật cái chân ha. Đó đừng có giật á. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 triệu. Đây con gửi chú ha.
Dạ. Tôi cũng xin đại diện cho gia đình, cũng xin coi như cảm ơn tất cả bọn anh chị, coi như có quý bót ấy, cái mạnh cũng có quan tâm giúp đỡ cho gia đình tôi, thì tôi cũng không có gì hơn, cũng xin cảm ơn, cũng cố gắng nào cũng xin chúc quý vị coi như sau năm mới được mạnh khỏe. Dạ. Không biết nói gì hơn. Cố gắng. Bây giờ ví dụ như ra viện là ai lo cho cháu? Giờ mấy đứa nữa, thà nhà nghỉ thì nghỉ mà. Hai chị gái hả? Vâng. Hai chị gái thay nhau lo. Vâng. Dạ. Rồi nuôi cái đứa là bò ngà cái gì, xin phép trợ trưởng bò ngà. Dạ. Rồi đứa thà nhà cái cỡ 15 ngà cái đưa về thôi. Dạ dạ. Em trai này là hồi nhỏ giờ là cũng y như vậy luôn cô hả? Anh vào đây là biết đây là. Chứ không có cái phát triển gì đi đứng rồi cũng y như vậy luôn. Rứa hả? Mình tưởng tái xuống là khổ lắm, không ơi đỡ lên nổi đâu. Mấy cây boa còn không đa hơi chân thì cũng đỡ phụ. Trừ thì mình tôi có hầu đi nhờ một số mà ta là đỡ lên giùm chứ không đâu. Cái không nặng, nặng quá đi, đỡ không nổi. Tôi thì trừ yếu nữa, thở không nổi nữa. Dạ. Rồi bây giờ là mình là chắc là sống cũng nhờ cái sự trợ cấp của xã hội ấy cô hả? Cũng nhờ giúp đỡ đó tao chứ còn chừng. Hồi chồng hén này tao lụm thì được đó. Dạ. Rồi vậy thôi con, bây giờ con xin phép nha. Có gì rồi chú cố gắng rồi. Cảm ơn chú với là tất cả bà con. Dạ 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 dạ. Không biết ở hết nữa. Dạ. Nhưng chung là cũng cảm ơn quý vị nhiều. Dạ, thôi vậy cô ha. Dạ. Rồi thôi bây giờ thì Phi cũng xin tạm dừng chương trình tại đây và cũng thay mặt cho gia đình gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi ngày hôm nay để hỗ trợ cho chú Ngọc có thêm cái điều kiện để chú đi mổ cái khớp háng. Thì qua đây Phi cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, hạnh phúc, thành công. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Dạ. Xin cảm ơn.